Phần tin trong nước trưa nay sẽ là một số tin đáng chú ý sau: tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, lao động có việc làm giảm mạnh trong 10 năm qua. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 27 CTTTG về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế. Chỉ thị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hàng năm rà soát đánh giá việc đàm phán, ký và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế của Việt Nam về đầu tư, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về đầu tư không còn phù hợp với Việt Nam, xử lý kịp thời các vướng mắc khó khăn, đặc biệt là các nguyên nhân cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về đầu tư. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng điều ước quốc tế mẫu về đầu tư của Việt Nam, phát hiện và đề xuất xử lý các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn hiệu lực. Nghiên cứu đề xuất thiết lập đầu mối tiếp nhận giải quyết các vướng mắc khó khăn của nhà đầu tư, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đầu tháng 7, một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm một năm do tín dụng tăng thấp, nguồn vốn dồi dào. Không chỉ ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, làn sóng giảm lãi suất đồng loạt diễn ra tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Hiện lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức từ 0,1 đến 0,2% một năm với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 3,4 đến 4,25% một năm với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng dao động quanh mức từ 4,4 đến 6,3% một năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên xuống dưới 8% một năm. Đáng chú ý, nếu như trước đây, lãi suất dưới 6 tháng ở nhóm các ngân hàng nhỏ hầu hết niêm yết ở mức kịch trần là 4,25% một năm, thì hiện giảm dưới mức trần, cao nhất là 4,2% một năm. Thưa quý vị khán giả, Việt Nam đã cơ bản khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Song tại nhiều tỉnh, thành phố, số lao động thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng cao. Đặc biệt như số liệu từ Tổng cục Thống kê, thì lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong 10 năm qua. Điều này cho thấy thị trường lao động việc làm vẫn cần một thời gian để phục hồi những tổn thương sau đại dịch. Chị Nguyễn Thị Lan là một trong số hơn 50 lao động bị công ty may trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho nghỉ việc. Hậu dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn thắt lưng buộc bụng, thậm chí phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng sản xuất, dẫn tới nhiều lao động như chị Lan phải nghỉ việc. Dịch rồi công ty một lúc, người ta cho cắt giảm 50 ạ. Tự người ta cho cắt giảm lao động, đời sống đang nuôi con nhỏ về mẹ đẻ ở, đi làm nuôi con, đóng tiền học. Trung bình mỗi ngày, các trung tâm dịch vụ việc làm như thế này tiếp nhận từ 300 đến 400 lao động đến tư vấn, làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 3 tháng gần đây thì cái tình trạng đơn hàng ở bên này giảm đi rất là nhiều, cho nên là gần như là công việc không có nhiều cho người lao động để làm việc. Kho hàng phẩm ta hiện nay đang tồn hàng rất là nhiều, thì cũng muốn là đẩy trước hàng tồn kho lên để tạo thêm cái công việc cho người lao động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dự báo tình hình quý 3 năm 2020, thị trường lao động việc làm sẽ bắt đầu khởi sắc khi doanh nghiệp đang tận dụng mọi cơ hội để tìm ra các hướng đi mới. Trong quý 3 ấy, thì thị trường trong nước thì tất cả các cái doanh nghiệp thì hiện nay thì bắt đầu đưa đi vào ổn định. Thứ nhất là có một số doanh nghiệp người ta cũng mở rộng. Theo cái điều tra cầu lao động của tháng 4 ấy, thì hiện nay Bắc Giang ấy là có 71 nhu cầu vị trí việc làm. Đấy, đang sự nhu cầu tuyển dụng rất là lớn. Đấy, đặc biệt là một số doanh nghiệp cũng lại đang bắt đầu có đầu tư vào tỉnh Bắc Giang. Tìm giải pháp cân bằng vừa chống dịch lại vừa duy trì được dòng chảy của nền kinh tế là điều vô cùng quan trọng đối với Việt Nam lúc này. Đây cũng là yếu tố quyết định đảm bảo công ăn việc làm cho người dân trong thời gian tới. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, sau 2 tháng phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi rõ rệt. Công suất phòng lưu trú đã tăng từ 50 đến 60% vào giữa tuần và tăng từ 80 đến 90% vào cuối tuần. Lượng khách nội địa trong tháng 6 năm 2020 đạt 7 triệu lượt, tăng 2,3 lần so với tháng 5 năm 2020. Với diễn biến của thị trường thời gian qua cộng với thông tin từ các công ty lữ hành, dự báo lượng khách du lịch nội địa trong tháng 7, tháng 8 và các tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao. Tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật.
IMF cảnh báo hệ lụy từ việc cắt giảm chi tiêu quá sớm. WHO khẳng định vẫn có thể kiểm soát được COVID-19. Thưa quý vị khán giả, cắt giảm chi tiêu quá sớm có thể phá hỏng tiến trình phục hồi kinh tế. Cảnh báo trên mới được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra trong bối cảnh nợ công toàn cầu đang tăng lên mức cao nhất trong lịch sử do các chính phủ triển khai nhiều gói cứu trợ quy mô lớn để giải cứu kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19. Theo IMF, các chính phủ cần tăng cường chi tiêu công một cách linh hoạt cho đến khi thoát khỏi khủng hoảng một cách an toàn và bền vững. Quy mô của các gói ứng phó ước tính lên tới gần 11.000 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các gia đình và ngăn các vụ phá sản. Tất nhiên, hệ quả kèm theo sẽ là làm tăng nợ công toàn cầu lên mức cao kỷ lục, tương đương 100% GDP của toàn thế giới. Dù vậy, theo IMF, việc cắt giảm chi tiêu quá sớm sẽ tác động tiêu cực tới phục hồi kinh tế và khiến các nước có thể phải tung ra những gói hỗ trợ tài chính lớn hơn trong tương lai. Những giải pháp được IMF gợi ý gồm hỗ trợ những ngành bám trụ được trong khủng hoảng thay vì đổ tiền vào những ngành đang suy giảm, đồng thời cân nhắc phương án quốc cựu hóa nhằm ngăn nợ gia tăng lên mức không bền vững. Tính đến sáng nay, 11 tháng 7, thế giới đã ghi nhận hơn 12,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 559.000 ca tử vong. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca nhiễm toàn cầu cao gấp đôi so với 6 tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn cho rằng có thể kiểm soát được tình hình. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với hơn 3,2 triệu ca mắc và hơn 135.000 ca tử vong. Ngoài Mỹ thì Brazil cũng đang chứng kiến số ca nhiễm tăng cao với gần 10.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên gần 1,8 triệu người. Trong khi đó, châu Âu, ngoại trừ Nga, dường như vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Một số nước như Anh và Na Uy tiếp tục cho nới lỏng các biện pháp phòng dịch, trong khi Italy và Bỉ thì tỏ ra thận trọng hơn khi tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn dịch lây lan. Tại châu Á, từ ngày 10 tháng 7, Hàn Quốc bắt đầu cấm các nhà thờ tổ chức sự kiện, ngoại trừ hoạt động cầu nguyện định kỳ. Do dịch bệnh ở Seoul và vùng phụ cận vẫn diễn biến phức tạp, Ấn Độ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19 ở châu Á với tổng số gần 822.000 ca bệnh. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm gần 27.000 ca mắc mới, chiếm tới gần một nửa tổng số ca mắc mới trong khu vực. Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực, song tổ chức WHO vẫn cho rằng dịch sẽ không bùng phát nghiêm trọng và có thể kiểm soát được. Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Sự kiện được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP khởi xướng vào năm 1989 nhân sự kiện Thế giới đón công dân thứ 5 tỷ. Mục đích của ngày này kỷ niệm là để tuyên truyền các kiến thức về sức khỏe sinh sản và các vấn đề quan trọng đối với dân số toàn cầu. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2020 đó là đẩy lùi COVID-19, cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các cá nhân, các nền văn hóa cũng như kinh tế trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này không đồng đều với giới. Thế giới đã chứng kiến các nữ nhân viên y tế bị phơi nhiễm SARS-CoV-2 nhiều hơn so với nam giới. Dịch bệnh cũng khiến nhiều cơ sở y tế bị quá tải, gây ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc và thăm khám thai kỳ của phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ bị lạm dụng và chịu đựng bạo lực gia đình cũng tăng cao trong thời kỳ dịch bệnh. Ngoài ra, những phụ nữ là lao động tự do cũng bị ảnh hưởng thu nhập khi lệnh đóng cửa được áp dụng tại nhiều quốc gia. Bởi vậy, mục tiêu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA trong năm nay là nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em gái về giới và sức khỏe sinh sản, cùng các vấn đề dễ tổn thương khác trong thời kỳ đại dịch. Hôm qua, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Gohiang, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 470 km về phía nam. Các lực lượng cứu hỏa đã mất hơn 2 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 86 người trong tòa nhà 7 tầng này. Thi thể các nạn nhân tử vong được phát hiện tại cầu thang tầng 2 và tầng 3. Trong số 27 người bị thương, có 9 người trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân gây cháy chưa được xác định, nhưng nhiều khả năng nghiêng về giả thuyết chập điện do không phát hiện dấu hiệu cháy nổ ở bên ngoài tòa nhà. Đến đây, chương trình thời sự trưa nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.